Tài khoản của chính phủ Afghanistan tại các ngân hàng Mỹ bị đóng băng. Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã đóng băng các khoản dự trữ của chính phủ Afghanistan được giữ trong các tài khoản ngân hàng của Mỹ vào ngày 15 tháng 8, sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul vào cuối tuần vừa qua. Theo truyền thông tại Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và nhân viên tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã quyết định đóng băng các tài khoản. Động thái này nhằm ngăn Taliban tiếp cận hàng tỷ đô đang được lưu trữ trong các tổ chức của Mỹ. Một quan chức chính phủ cho biết, bất kỳ tài sản nào của Ngân hàng Trung ương mà chính phủ Afghanistan có ở Mỹ sẽ không được cung cấp cho Taliban. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng được cho là một phần của các cuộc trò chuyện vào cuối tuần này liên quan đến các tài khoản kể trên và các quan chức Nhà Trắng hiện đang theo dõi diễn biến. Đây là động thái đầu tiên trong số những quyết định quan trọng mà các quan chức hàng đầu của Mỹ sẽ phải đối mặt khi đứng trước sự trở lại của Taliban, lực lượng nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào cuối tuần này. Afghanistan là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới và phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Mỹ. Theo quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương Afghanistan có 9,4 tỷ đô tài sản dự trữ tính đến tháng 4 năm 2021, tương đương với khoảng 1 phần 3 sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia này. Tuy nhiên, phần lớn số dự trữ đó không được lưu giữ ở Afghanistan, trong đó hàng tỷ đô được giữ ở Mỹ. Người Afghanistan vẫn xếp hàng chờ di tản ngoài sân bay Kabul. Hàng trăm người Afghanistan tập trung bên ngoài sân bay Kabul chờ được di tản sau khi quân đội Mỹ khôi phục trật tự tại đây. Sau cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay Kabul vì hàng nghìn người Afghanistan cố gắng tháo chạy khỏi đất nước khi Taliban nắm quyền, quân đội Mỹ hôm 17 tháng 8 đã vãn hồi trật tự ở cả hai khu vực quân sự và dân sự trong sân bay. Theo Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ tiếp quản việc đảm bảo an ninh sân bay và kiểm soát không lưu để thúc đẩy hoạt động di tản. Sau khi vãn hồi trật tự tại sân bay, quân đội Mỹ đã chuyển giao quyền kiểm soát không lưu cho cơ quan dân sự. Tuy nhiên, Taliban đã chốt chặn tất cả lối vào sân bay Kabul và có thông tin cho rằng các thành viên lực lượng này đang ngăn người dân vượt qua vòng kiểm soát. Dòng người đổ về sân bay Kabul với mong muốn rời khỏi Afghanistan đã thưa dần, song hàng trăm người hôm 17 tháng 8 vẫn xếp hàng dài bên ngoài sân bay. Hiện các chuyến bay thương mại tại Afghanistan rất hạn chế và đã bị hủy, song một số quốc gia vẫn có thể sơ tán công dân trên các chuyến bay quân sự. Theo trang web giám sát chuyến bay Flyradar24, một số chuyến bay vẫn được liên lịch tới, liên lịch tới một vài thành phố ở Afghanistan. Các hãng hàng không thương mại dự kiến khởi hành ở Afghanistan là các hãng địa phương Kam Air e và Ariana Afghanistan Airlines. Nhiều người Afghanistan cho biết giá vé rất cao và họ đã bị các hãng hàng không từ chối vì lượng đặt chỗ trước quá nhiều. Sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15 tháng 8, hàng nghìn người đã đổ tới sân bay quốc tế Kabul, nơi duy nhất hiện được Mỹ bảo vệ, để tìm cách rời khỏi đất nước. Những hình ảnh và video cho thấy đám đông chen lấn tại sân bay, thậm chí đu bám vào các máy bay Mỹ mong được rời khỏi đất nước. Hàng nghìn người Afghanistan tuyệt vọng đuổi theo và bám vào một vận tải cơ C-17 khi nó đậu trên đường băng. Ít nhất hai người bám càng đã rơi xuống không qua khỏi sau khi máy bay cất cánh. Hơn 15.000 người Mỹ vẫn còn kẹt ở Afghanistan. Thư kỳ báo chí Nhà Trắng, bà Jen Psaki cho biết hôm 17 tháng 8, có 11.000 công dân Mỹ còn kẹt lại tại Afghanistan. Tuy nhiên, theo các quan chức an ninh quốc gia, con số kẹt lại lên tới 15.000 người. Ít nhất 11.000 người Mỹ ở Afghanistan đã xác định danh tính của mình với Bộ Ngoại giao và hàng ngàn người khác, ước tính khoảng 15.000 người vẫn còn kẹt lại. Tướng William D. Hanh Taylor nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc hôm 17 tháng 8 rằng, khoảng 1.400 người đã được sơ tán khỏi thủ đô Kabul kể từ ngày 14 tháng 8. Từ khuya 16 tháng 8 theo giờ địa phương đến ngày 17 tháng 8, có 7 chuyến bay sơ tán rời Kabul với khoảng 700 người, trong đó có 165 công dân Mỹ. Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul đã được đảm bảo an toàn và các chuyến bay sơ tán tiếp tục diễn ra vào ngày 17 tháng 8, theo tướng Frank McKenzie thuộc Bộ Tư lệnh Mỹ. Hoạt động sơ tán này tương phản hoàn toàn với tiếng súng và hỗn loạn làm gián đoạn các chuyến bay hôm 15 tháng 8. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Jack Sullivan nói với các phóng viên hôm 17 tháng 8 rằng, Mỹ đã yêu cầu người Mỹ đến sân bay để lên các chuyến bay và đưa họ về nhà. Tuy nhiên ông xác nhận Mỹ đã nhận được báo cáo về việc mọi người bị ngăn cản hoặc bị đẩy lùi, thậm chí bị đánh đập. Ông nói thêm, Mỹ lo ngại các vấn đề có thể tiếp diễn và cho biết các quan chức Mỹ đang đàm phán với các quan chức Taliban để cố gắng giải quyết những vấn đề đó. Hiện tại chúng tôi đang đưa mọi người qua cổng, xếp hàng và đưa họ lên máy bay, ông Sullivan nói thêm. Gần đây nhất vào ngày 16 tháng 8, người Mỹ được yêu cầu trú ẩn tại chỗ và tránh cố gắng đi đến sân bay cho đến khi họ nhận được thông tin khác từ chính phủ Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết. Ông Price nói rằng nhiều người Mỹ đang ở Kabul và những người khác thì không, nhưng ông không đề cập đến tổng số người Mỹ còn ở lại Afghanistan hoặc làm thế nào những người Mỹ ở bên ngoài Kabul có thể rời khỏi đất nước này. Các quan chức chính quyền nói với báo chí rằng hiện không có kế hoạch sơ tán người Mỹ ra khỏi Kabul do không thể vượt qua các trạm kiểm soát của Taliban. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông John Kirby nói, Mỹ có khả năng đưa khoảng 5.000 đến 9.000 người rời Kabul mỗi ngày nếu sân bay tiếp tục được an ninh. Ông cho biết các chuyến bay sơ tán sẽ có thể hoàn thành việc rút toàn bộ công dân Mỹ trước thời hạn ngày 31 tháng 8 của Tổng thống Joe Biden. Người phát ngôn của Taliban, ông Shuhai Shahin nói, họ cam kết không tấn công những người Mỹ rời Afghanistan và nói thêm rằng Mỹ nên hoàn thành việc rút quân trước ngày 11 tháng 9. Không rõ họ có thể gây ra hậu quả gì cho người Mỹ nếu thời hạn đó không được đáp ứng. Xuất hiện tổng thống lâm thời Afghanistan kêu gọi chống Taliban. Phó tổng thống Afghanistan Amir Saleh ngày 17 tháng 8 tuyên bố rằng ông vẫn đang ở trong nước và tự nhận là tổng thống lâm thời hợp pháp. Ông Saleh viện dẫn hiến pháp Afghanistan, trong đó phó tổng thống sẽ tự động trở thành tổng thống trong trường hợp đương kim tổng thống vắng mặt hoặc từ chức. Tôi đang có mặt tại đất nước của mình và là tổng thống lâm thời hợp pháp. Tôi đang liên hệ với tất cả lãnh đạo để đảm bảo sự ủng hộ và đồng thuận của họ, ông Saleh tuyên bố. Trước đó, tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời đất nước vào ngày 15 tháng 8, nói rằng ông muốn tránh đổ máu vô ích. Ông Saleh nói, "Mình không chấp nhận việc Taliban nắm quyền ở Afghanistan và kêu gọi kháng chiến. Không bao giờ và không dưới bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cúi đầu trước các phần tử khủng bố Taliban. Tôi sẽ không bao giờ phản bội linh hồn và di sản của người hùng Ahmad Shah Massoud. Tôi sẽ không bao giờ chung sống với Taliban, không bao giờ." Ông Saleh nói. "Không giống như Mỹ và NATO, chúng tôi không mất tinh thần và vẫn còn những cơ hội to lớn ở phía trước." Ông Saleh không cho biết nơi mình ẩn náu ở Afghanistan, nhưng tỉnh Panji, nơi đang là thành trì mới của lực lượng kháng chiến chống Taliban, với nòng cốt là Ahmad Massoud, con trai cựu thủ lĩnh Liên minh phương Bắc Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud từng là bộ trưởng quốc phòng Afghanistan trong chính quyền mới sau khi Liên Xô rút quân. Sau khi Kabul thất thủ trước Taliban năm 1996, ông lập ra Liên minh phương Bắc, thống nhất các phe phái, phái ở Afghanistan chống Taliban. Căn cứ địa của liên minh khi đó ở thung lũng Panjshir thuộc tỉnh Panjshir là khu vực duy nhất ở Afghanistan thoát khỏi sự chiếm đóng của Taliban. Tuy nhiên, hai ngày trước vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Ahmad Shah Massoud bị các tay súng Al-Qaeda và Taliban ám sát trong một vụ đánh bom tự sát. Taliban chiếm đài truyền hình hàng đầu Afghanistan, tịch thu vũ khí rồi lên sóng. Hôm 16 tháng 8, lực lượng Taliban tiến vào trụ sở kênh truyền hình hàng đầu Afghanistan, đài Tolo News, khám vũ khí của nhân viên bảo vệ tại đây và tịch thu các vũ khí do chính phủ cũ cấp cho họ. Thông tin được loan trên trang Twitter chính thức của đài Tolonew. Cũng theo đoạn đăng tải này, lực lượng Taliban đồng ý bảo đảm cho đài truyền hình này được an toàn. Một bài đăng khác của trang Twitter Tolonew cho hay, hôm 17 tháng 8, Malawi Abu Hat Himat, một nhân vật trong bộ máy truyền thông của Taliban đã lên sóng truyền hình của Tolo News, trả lời phỏng vấn của MC đài này về tình hình tại thành phố Kabul và quá trình họ lục soát từng nhà một ở thủ đô. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Taliban đang tích cực nắm các cơ quan truyền thông của Afghanistan khi vào tiếp quản thủ đô Kabul. Bên cạnh đó, dường như họ cũng đang tiến hành một chiến dịch PR nhằm xây dựng một hình ảnh mới, thân thiện hơn về Taliban. Trong chưa đầy hai tuần lễ, lực lượng Taliban đã giành được chính quyền trong toàn quốc ở Afghanistan. Đỉnh cao của quá trình này là việc quân Taliban tiến vào thủ đô Kabul và kiểm soát dinh tổng thống nước này vào hôm 15 tháng 8.